cửa hàng hoa lan Umi xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang có một số chậu hồ điệp con. Và cái này thì con mới nhập về được khoảng 100 chậu là con chỉ có 100 chậu nha cô chú. Đây là hồ điệp con và nói chung là hồ điệp con cái mặt hoa này á nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Và trong cái lô này nếu mà cô chú mình đặt hàng á thì con sẽ lựa cho các cô chú mình cây nào mà nó khác màu nhau. Tại vì hồ điệp con này thì nó có rất là nhiều màu khác nhau ha. Và giá của nó ngày hôm nay thì bên hàng bên con á, đang bán ra với giá tiền là 35.000 một chậu. Còn cô chú mình mua 10 chậu sẽ được bên con tặng một ha. Và hồ điệp con thì nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Thì nó có màu trắng nè, màu đỏ sọc nè, đỏ chấm, màu trắng với là màu tím nè, màu trắng nè, nó có luôn cả màu vàng nữa. Tại vì ở bên chi nhánh bên đường Vương Bản nó còn có một số chậu hồ điệp nó bông rất là nhiều, nhưng mà tại vì ở bản nó cũng cách xa ở đây quá nên cửa hàng mình còn không có chạy bản quay clip cho cô chú mình xem được. Đây, nói chung là hồ điệp là nó có rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Và đây là một trong những mặt hoa mà bên cái hàng bên con ghép hồi lúc Tết nè. Chậu này là con ghép 50 cây là nguyên chậu này nè. Đó, ra rất là nhiều vòi ha. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Còn địa chỉ cửa hàng của con thì nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An ha. Đây là một số chậu hồ điệp bên cửa hàng bên con nha, rất là nhiều mặt hoa khác nhau. Và cây này của con là một cái dòng hồ điệp đại, hoa đại nha. Hoa này là hoa to đó. Và cái cây này thì nói chung là rất là khỏe nha cô chú, cực kỳ khỏe luôn. Đây. Cây này rất là khỏe nè. Và rễ thì cũng đã bắt đầu đang xì rễ ra rất là tốt rồi. Đang xuống rễ rất là khỏe. Và giá tiền ngày hôm nay là 35.000 một chậu, của chúng 10 cây sẽ được tặng một. Ở đây. Và cái bảng lá này nè cô chú nhìn nè. Bảng lá này tầm khoảng được từ 5 cm luôn nè cô chú. Và kích thước một bên lá là sẽ nó dài tầm khoảng cỡ 15 ha. Đó. Một chậu như vậy nó sẽ có là khoảng từ 2 tới 3 cặp lá. Đây là hồ điệp con và cây rất là khỏe nha cô chú, đã xuống rễ rất là tốt, rất là dễ trồng. Đồng giá là 35.000 một chậu. Và ngày hôm nay thì bên hai bên con chỉ về được khoảng 100 chậu thôi. Cô chú mình thích thì mình nhanh tay sưu tầm. Và con sẽ lựa các cô chú mình các cây nó khác nhau. Tại vì đa số là các màu này đều là khác nhau hết nè. Một số lá là khác nhau hết. Đồng giá 35.000 mua 10 cây tặng 1 nha cô chú, rất là đẹp. Và nói chung là rễ thì nó cũng đã bắt đầu đang xuống rễ rất là khỏe rồi. Nên dòng hồ điệp con này cây về đợt này về nó cây nó to hơn đợt trước và cây rất là khỏe ha. Số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ của con nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Đây là hồ điệp con nha cô chú, có rất là nhiều màu khác nhau, hồ điệp con. Và cửa hàng hoa lan mình xin chào cô chú.